bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Elon Musk có thêm việc mới. Tập đoàn giải trí Endeavor thông báo đã thuyết phục được Elon Musk về đầu quân gia tăng số công ty mà tỷ phú này tham gia điều hành lên con số 5. Ngoài danh hiệu tỷ phú dòng thứ 2 thế giới, Elon Musk cũng là một trong những người bận rộn nhất. Ông hiện là CEO của hai công ty Tesla và SpaceX. Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập kiêm điều hành công ty công nghệ thần kinh Neuralink và công ty xây dựng đường hầm The Boring Company. Ông còn dành ra thời gian cho 6 người con và lại thường xuyên đăng bài trên Twitter. Trước đây, ông từng chia sẻ rằng làm việc 17 giờ mỗi ngày, có hôm thì ngủ luôn trên sàn tại văn phòng của Tesla. Còn hiện tại thì Elon Musk lại nhận lời tham gia vào ban giám đốc của Endeavor để chuẩn bị cho quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu của công ty này vào cuối 2021. Tập đoàn có trụ sở tại Beverly Hills, California, đang trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ, tuần lễ thời trang New York Fashion Week, giải đấu quần vợt Miami Open và giải vô địch đối kháng UFC. Ngay cả Elon Musk cũng thừa nhận rằng lịch trình làm việc của mình không lành mạnh và khuyên mọi người không nên làm theo. Musk đã nói với tờ Axios vào năm 2018 rằng: "Đừng ai dành nhiều thời gian làm việc như vậy. Đây là điều không nên với tất cả mọi người. Bạn sẽ phát điên nếu làm việc 120 tiếng một tuần." Đăng Thiên theo CNBC, VN Express, The Dark TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.